Em là ai trong ba người này? Em là ai trong ba người này? Không thể, cũng mệt luôn. Em đâu có trong đó đâu. Trời ơi, bà đang oan nghiệt dữ vậy. Không tối cho mày thiệt luôn hả? Em cố tình đó chị. Hèn chi tôi thấy không giống người nào hết trơn trời á. Xin lỗi em ha. Không có ai chồng hết trơn á. Rồi giờ sao? Nếu mà hai tấm mà đều có em thì quá dễ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cho người tham gia chương trình lạ vậy luôn. Đưa hình người ta lựa không có mình ở chồng. Em muốn gì? Đợi đây nè. Rồi vô ghế đi cưng. Ok. Cởi mặt nạ ra thôi. Mời hai bạn mở mặt nạ. Chị sửa cho. Rồi, chào hai bạn, vào vị trí rồi ha. Bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, thật rõ tên tuổi, quê quán, công việc của mình để cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em là Hồ Sĩ Đại. Em ở Nghệ An. Hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm công việc gì? Em làm bên ngành xây dựng. Xây dựng, làm khâu nào? Em theo anh trai đi làm công trình. Đi làm xây dựng sao móng tay vàng hoàng vậy? Dạ, em bị tai nạn nên về nhà nghỉ một tháng này. Nghỉ tháng này là không cắt móng tay. Về cắt móng tay giùm tôi cái đi ông. Dạ. Nha. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 30. 30 là sinh năm nhiêu? Sinh năm 90. Sinh năm 90, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên là Lưu Thị Hồng Thấm. Năm nay là em 27 tuổi, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái, quận 2. Quận 2? Dạ. Quận 2 qua Bình Dương thì cũng không có xa. Công việc cụ thể em đang làm là như thế nào? Dạ, em là nhân viên kiểm nghiệm bên công ty dược phẩm 3 tháng 2. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng hoặc bác, thích đi du lịch, hay giúp đỡ bạn bè. Nhược điểm của em là nhút nhát với lại hơi hay quên đó chị. Nhút nhát với hay quên. Rồi còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, làm được việc nhà, tự lo cho bản thân và gia đình được. Còn điểm yếu thì đôi khi em hay nóng tính. Tình trường, trải qua mấy mối tình rồi? Mà trải qua hai mối tình, một mối tình thời còn đi học cách đấy lâu rồi, còn một mối tình cách đấy khoảng 2 năm. Thì lúc đó chỉ quen qua mạng, gặp nhau một thời gian quen ở đấy. Quen được bao lâu? Quen khoảng 1 năm. 1 năm, gặp nhau được mấy lần? Gặp nhau thì cũng nhiều lắm chứ không nhỉ. Quen qua mạng mà gặp nhau nhiều là quen qua mạng là lúc đầu quen lúc qua đầu mạng thôi. Còn sau đó thì cũng gặp nhau một thời gian nhưng mà kiểu hơi xa, nhà xa. Nhà ở đâu mà xa? Bạn gái ở Quảng Ngãi. Em là ở trong Bình Dương. Mà không, bạn gái cũng làm ở trong này thôi nhưng mà. Bao lâu gặp nhau một lần? Thì lúc đó là em làm công trình ở Gò Vấp nên cùng gặp thân thường xuyên. Rồi bây giờ ví dụ tâm đầu ý hợp, hợp nhau nè, thích nhau nè. Bây giờ cổ ở quận 2, em ở dưới Bình Dương, chỗ em thì bao lâu em lên thăm cổ được một lần? Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần bạn gái thích thì em có thể đến bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lúc nào? Ghê. Anh ơi, nếu mà 12 giờ đêm em thèm phở, anh có chạy lên không anh? 12 giờ đêm chạy lên thì muộn mất rồi, lúc đó lên thì phở cũng hứa rồi. Thì tại anh nói là bất kỳ lúc nào mà. Ai biểu xạo, bất kỳ lúc nào. 12 giờ đêm tao đói bụng rồi anh lên chở tao đi ăn phở được không? Thì lúc đó hết đói luôn thôi, buồn ngủ hết đói rồi. Người ta đã muốn gặp mình có nghĩa là người ta chờ mình có lên hay không thôi. Có chứ, đã bảo là lúc nào canh là mình tới được mà. Tôi làm bằng chứng nha, máy quay ghi hình lại đó nha. Có mợ em ở đây làm bằng chứng thôi nha anh. Yên tâm đi. Yên tâm đi, người miền Trung tôi thật thà lắm. Rồi vậy còn em, tình trường em sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình thời sinh viên và cái mối tình gần nhất là cách nay hơn 1 năm. Cái mối tình gần đây nhất là quen được bao lâu? Dạ quen được 6 tháng. Lý do sao chia tay? Chắc là do em thì nói nhiều á, còn mà người ta ít nói. Em là năng động nhoi nhoi cho nên là chắc người ta thấy không hợp cho nên là chia tay. Em có thích bạn gái nói nhiều không? Cũng được mà, vấn đề gì. Nói nhiều là nói làm sao? Nói nhiều mà nói chuyện thiên hạ hay chuyện của mình, hay là mình thích mẹ nheo, hay là mình gọi là đàn ông ta gọi là cam ràm, hay là như thế nào? Nói nhiều kiểu như giống như là bạn thân á. Giờ mà trúng đài là nói nhiều lắm chị. Có khi mà nói cả ngày không hết. Có khi nói cả ngày không hết. Dạ. Nhưng mà nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ chuyện của mình. Chuyện của mình thì hai đứa nói nhau được mà. Chỉ có nói chuyện thiên hạ thì nghe nó mệt thôi đúng không em? Đúng rồi. Em là người ít nói hay nói nhiều? Em thì cũng tùy thôi. Lúc gặp bạn bè trung hợp thì nói nhiều. Bình thường nói ít. Chị nghĩ chuyện nói nhiều nó ít không quan trọng. Quan trọng có hợp gu với nhau hay không. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
Mẫu người bạn trai của em thì là chín chắn, sống có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, dễ nhìn, gương mặt hơi sáng xíu. Sáng hả? Hôm nay mặt hơi tối. Vui tính nữa. Vui hả? Dạ. Này vui á. Sáng ở đây là sáng gì? Ý em sáng là sáng sao? Có nghĩa là cái gương mặt lúc nào cũng hay cười á chị. Sáng. Không, cái này hơi tối nhưng mà nó vẫn sáng. Dạ tối thôi, ta đi công trình nó hơi đen. Dạ. Nhưng mà mặt vẫn sáng quắc. Sáng như gươm, lông mi dày. Mặt có nét lắm. Nét nào ra nét đó đàng hoàng. Bụng hơi bự nha. Cao mét mấy? Cao 1m68. 1m68 thiếu 2 phân được không? Ớt 2 phân cũng được. Duyên, tôi nghe lời tôi đi, công trình rám nắng duyên lắm, được. Anh ơi, bụng bụng to chắc là cũng nhậu nhiều lắm anh ha. Nhậu thì không là ấy là không nhậu được. Không nhậu được, dân đi công trình mà không nhậu. Không thì nhiều khi bắt đắc gì thì cũng uống một lon bia là say rồi. Cũng lạ ha. Lạ. Rồi có tấm hình nào đem theo không? Có. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần nói chung là dễ nhìn một chút, với cả biết tự chăm sóc bản thân và gia đình là ok rồi. Về ngoại hình? Ngoại hình thì từ 1m50 trở lên là được. 1m50 trở lên. Em 54 đủ rồi chị. 54 hả? Trời ơi khó kiếm quá, kiếm đi. Đâu đâu hình đâu đưa cho đưa coi. Đó đó hả? Đừng bấm bậy bạ coi hình không có được, cần không cần coi là coi tầm bậy đáng chịu nha. Anh cho em hỏi là anh nhiêu ký vậy anh? Chắc khoảng 70 á. 70 hả? 1m68 khoảng 70 ký. Ở đây hai người đều mập như nhau đi. Hai người như nhau, kiếm đi. Dễ mà, hai anh nó dễ mà. Giờ mình chỉ chọn theo cảm giác thôi. Chứ như thấy ba hai anh này cũng tựa tựa nhau. Mình thích anh nào mình chọn anh đó thôi. Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Da cũng hơi ngâm. Da hơi ngâm. Tôi thấy anh này ngâm quá trời. Anh này ngâm luôn, đen thùi lùi nè. Nhưng mà thà em không có chọn người xăm hình. Em không chọn người xăm hình, em chọn anh da ngâm phải không? Dạ. Còn em? Em chọn người này. Tại sao chọn cô đó? Thì theo cảm giác thôi. Cảm giác trội hay vậy ta. Ba cô gái. Thôi tôi không biết luôn, tôi cũng đang nghi ngờ. Cô nào chỉ vô lại? Cô đó. Giữ đi, giữ yên nguyên đó, tôi mở cửa ra, tôi đến nay tôi mù rồi. Em cố tình chơi trò đó chị. Rồi, trả điện thoại lại, chọn đúng rồi đó. Anh không có xăm mình nhưng mà còn em là phải coi vấn đề, phải coi lại nè. Rồi, kính thưa quý vị, cửa trái tim xin được phép mở ra để chúng ta check lại một lần nữa về việc chọn người qua hình. 1, 2, 3. Em chào anh. Sao? Hỏi cổ coi em thấy em chọn đúng người chưa? Hình như là đúng hay sao? Hình như là đúng hả? Hỏi cổ đi chứ tôi đâu biết. Em ơi. Thôi, tặng hoa đi rồi hỏi. Nhà em cũng có phần quà dành cho tặng. Cảm ơn. Em là ai trong ba người này? Trong ba người này. Không thể, cũng mệt luôn. Em đâu có trong đó đâu. Trời ơi, bà đã oan nghiệt dữ vậy. Không có cho mày thiệt luôn hả? Em cố tình đó chị. Hèn chi tôi thấy không giống người nào hết trơn á, trời á. Xin lỗi em ha. Không có ai trọng hết trơn á. Rồi giờ sao? Nếu mà hai tấm mà đều có em thì quá dễ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cho người tham gia chương trình lạ vậy luôn á, đưa hình người ta lựa không có mình ở trọng. Em muốn gì? Còn một tấm mà chị. Tấm này coi có không? Tấm này cũng phân biệt được luôn đấy. Không phải à? Em cũng chịu luôn đấy. Chịu rồi, tôi cũng chịu luôn. Cổ đây nè, đeo mắt kiến kìa thấy không? Mà tại vì thách đố người ta lần đầu người ta đã hụt rồi nên lần sau ta thôi giờ coi quà đi coi cổ tặng cái gì kìa. Cô này cô bí ẩn lắm, nhiều khi hộp quà không có gì chẩm đâu. Nhẹ thế, nhẹ thế hộp không, bình tĩnh cưng. Vậy gì thôi, trời đất ơi. Tưởng đâu không có gì chẩm thiệt chứ. Một khóa. Trời ơi, tôi tưởng không có gì chẩm chứ. Sao cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Bình gại thì cũng khá là xinh. Còn gì nữa không anh? Mà bần gại của em ở đâu ấy nhỉ? Dạ em ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Nhớ tên cổ không? Ừ. Vậy hỏi đi chứ bạn gái gì nữa. Em tên gì ấy? Dạ em tên Thắm. Dạ. Sao mặt này có sáng không em? Dạ sáng. Đúng không? Chị nói đúng ha. Mặt tối nhưng mà sáng. Tối là da tối thôi nhưng mà sáng. Thế em sau khi cửa trái tim mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Lúc mà chưa có nhìn thấy anh này á thì em nghĩ anh này cũng hơi nhát. Nhưng mà nhìn gương mặt á thì chắc là không có nhát đâu. Nhát không? Cùng tuy lúc này em nói rồi không có nhát đâu, ông này không nhát đâu, mặt này mặt không có nhát đâu. Mặt ơi được rồi, tôi đi ra ngoài tôi cho hai người không gian riêng, mạnh dạn lên, tự tin lên để em thôi người ta nói mình nhát nghe không. Rồi xin mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Mận Đỏ.
Mời hai bạn thưởng thức món salad stick bò Úc. Bò Úc và bò Mỹ là một trong những nguyên vật liệu Âu nổi tiếng, kết hợp với salad, dưa leo, cà chua kiểu Việt Nam và sốt Pháp nổi tiếng French Soup là một sự kết hợp rất thú vị trong cái món ăn này. Bây giờ Tường mời hai bạn nhé thưởng thức món salad stick bò Úc tại nhà hàng Mận Đỏ. Nhớ là vừa ăn uống vừa thoải mái tự nhiên trò chuyện với nhau. Tự tin lên nha. Em bình thường là đi làm là thứ bảy chủ nhật nghỉ hay là sao? Dạ công việc của em thì thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Còn anh? Đi làm thì nghỉ giờ nghỉ lúc nào thì mình tự sắp xếp chứ mình không tự nghỉ được. Nếu mà anh đi làm công trình như vậy thì chắc là cũng thường đi xa nhỉ? Thì cũng ở khu vực Sài Gòn, Bình Dương, xa nhất thì cũng số gần mình thấy như giờ bây giờ anh đang làm ở Đồng Tháp, ở xa một chút. Giống như vậy em có chấp nhận được hay sao? Nếu mà thường mà một lần mà anh đi công trình như vậy thì mất khoảng bao lâu? Nó cũng tùy công trình, nói lúc mình làm thì có thể là 1-2 năm cũng có, nhưng mà mình sắp xếp mình về mà có đâu có phải là từ chỗ nọ đây ở luôn đâu. Em mời anh ạ. Em giờ ở đấy ở một mình hay ở với anh? Em đang ở với đồng nghiệp. Thì ở nói chung là bình thường đi công trình thì ở lại công trình đa số thôi, còn cái lúc nào về thì về nhà ở trên nhà anh cái ở trên Bình Dương. Nhà thì rộng rãi thì ở lúc nãy nghe nói anh cũng biết nấu ăn hả? Đúng rồi. Tại vì bọn anh đi làm công trình thì những kiểu là mình phải nuôi công nhân đấy, nên là mình thì tự nấu ăn. Bình thường ngày mẹ anh vào nấu ăn, nhưng mà lúc mà không vào được thì tự nấu ăn cho họ. Họ chúng là nấu ăn thì không ngại cái gì hết. Anh có thích đi phượt không? Hồi xưa là sở thích đấy, đi phượt là đi, nói chung là ở khu vực từ Hà Nội tới vào đấy là hầu như là chỗ nào cũng đặt chân qua. Hồi xưa là vua phượt, nhưng mà những năm gần đấy thì kiểu như mình đi làm thì cũng không có thời gian. Cũng đi được. Ta coi phiên bản bạn muốn hẹn hò mỗi người chỉ có 2 phút để nói chuyện thôi. Nãy giờ tôi thấy là gần chục phút rồi đó. Loại bản chất gì chưa em? Nói chung là cũng hiểu sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ em dự định sẽ lập nghiệp ở đâu? Em thì dự định lập nghiệp ở đấy thôi. Ở Bình Dương thì chờ anh trai cũng ở trong này. Bao lâu nữa thì em tính tới chuyện kết hôn được? Sáng năm. Sáng năm? Đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Thì cũng chuẩn bị bình thường vậy. Bình thường bây giờ lấy nhau về ở đâu? Lẽ ở chung với anh nữa? Có nhà lại, rồi hả? Lại nhau về thì tạm thời ở nhà anh trái. Còn một thời gian nữa thì mua nhà mua ở đây luôn. Vậy đó là ở một mình chứ còn lấy vợ rồi không lẽ ở chung với anh? Nhà rộng mà. Bởi vì giờ hai anh em thì toàn đi công trình, ở nhà toàn có chị dâu thôi. Ở đây thời gian mình vui cũng đến có sao đó. Được đâu thì phải tạm thời ở một thời gian nữa chứ. Thời gian là bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đấy. Nhưng mà mình có tự tin với mình lập gia đình là mình phải lo được cho vợ con mình. Mình có tự tin làm được điều đó không? Tất nhiên thì phải cố gắng. Cố gắng. Rồi bây giờ mời bạn bóc một lá bài ha của chương trình, để mình cho nó vui, tập lớn lên. Hãy yêu cầu bạn Nam kể ra 3 tật xấu của bản thân. Nhiều chứ, 3 tật thì rõ gì. Thôi thì kể đi, 3 cái nào xấu nhất á? Nóng tính. Em có hút thuốc. Có hút thuốc, không nhậu mà hút thuốc. Không nhậu nhưng hút thuốc. Tại vì hút nhiều không? Ngày chưa hết một gói. Ngày chưa hết một gói, cũng thật thà. Cái thứ 3. Lười cái gì? Lười tắm hả? Lười ăn? Lười mọi chuyện. Cái kiểu bình thường mà đi làm thì lại sướng, nhưng mà về nhà thì lại lười. Lười là lười cái gì? Ví dụ? Về quê ấy, bố mẹ lo cho thì lại cứ đi chơi suốt ngày. Kiểu như là giặt giũ rồi quét dọn thì... Đúng rồi, giặt giũ thì có mấy giặt không vấn đề, quét dọn thì mình cũng... Không, người ta thanh niên độc thân thì cũng vậy, là cũng bình thường. Lúc đi làm thì phải từ chăm sóc con về nhà cứ bạn bè đi chơi mà thôi. Ngốt về vợ chăm sóc đó. Rồi, được. Coi như là cũng được cái thật thà. Bên đây, đọc lớn lên. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, khiến cả hai luôn yêu nhau. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, giờ làm sao để mà cả hai người luôn yêu nhau? Này khó quá ta. Làm sao để cho cả hai, giờ cho là thí dụ mình yêu rồi đi, thì giờ làm sao để cho giữ lửa được, làm sao cho cả hai luôn yêu nhau? Theo em nghĩ là khi mà yêu nhau á, thì nếu mà cứ bên cạnh nhau hoài á, thì cũng nhanh nhầm chán. Quan tâm nhưng mà đừng quan tâm quá nhiều. Chia sẻ những khi mà người ta gặp khó khăn. Em nghĩ là như vậy.
quan tâm mà lại đừng quan tâm quá nhiều. Cô này cũng ngược ngược, thường thường phụ nữ là thích được quan tâm, thích được chiều chuộng, mà cô này cô nói muốn giữ lửa tình yêu là đừng có quan tâm quá nhiều. Em thấy sao? Tại vì khi mà nếu mà mình quan tâm nhiều quá thì người ta cảm thấy là mình đang được nuông chiều, cho nên là họ không có trân trọng cái tình cảm của mình. À, cũng là một cái lý hay. Gái chiều nó quá cái tự nhiên nó cũng chảnh chảnh lên, cái này nhiều khi nó cũng mệt. Lâu lâu mình trọt trọt cho chờ đợi chơi vậy đó thì nhiều khi lại giữ được lâu. Cũng hay. Con trai cũng vậy nữa chị. Con trai cũng vậy phải không? Cái hợp lý không em? Hợp lý. Hợp lý. Bây giờ trước khi bước vào cái đoạn là mình sẽ bấm nút hẹn hò, thì hát bây giờ bạn nam có tình với bạn gái chị coi coi, hoặc là anh hát một bài hát em tạm gì đó cho bạn gái ngày hôm nay cảm thấy nó vui một xíu nè. Thôi thì em tỏ tình đi. Tỏ tình đi, mời em bước qua. Em là em khó lắm á, phải làm sao em mới ấn tượng. Thì giờ đến đây rồi thì không cùng là có như một cơ hội đấy. Anh không hy vọng đấy là cái bản án này không phải là lần cuối cùng mà chúng ta có nhiều bản án khác để hai người được gặp nhau. Em có cho anh cơ hội không? Anh phải thể hiện sau đó để em tin thì em mới... Thì bước đầu thì mình cứ là bạn bè đấy thôi. Một thời gian từ từ mình tiện xả hơn cũng xong. Chị đi tỏ tình mà khoanh tay thì tay để đâu. Ví dụ giờ mình mượn bạn gái mình nắm tay bạn gái 30 giây rồi mình nói một câu gì đó được không? Tay em đang lạnh lắm anh. Rồi, nắm thì cảm nhận rồi mới nói được. Nhìn cổ, nhìn đi đâu tùm lum. Cho anh cơ hội để được chứng minh lên những lời nói của anh là sự thật. Rồi được rồi, về đi, tôi hiểu rồi đó. Tỏ tình được rồi đó. Sao sao, cảm xúc sao? Nắm tay anh có gì không? Dạ, vẫn còn lạnh. Vẫn còn lạnh, vậy là anh chưa đủ nóng. Dạ. Qua cái cảm nhận đầu tiên của em thì em cảm thấy là anh chưa có đủ độ chân thành, chưa có nghiêm túc. Thì cứ để cho anh thời gian để anh chứng minh cái điều đó đấy. Bây giờ ở trên này thì cũng mình cũng thời gian nó ít quá. Lý do tại sao em lại thấy anh không nghiêm túc, chưa nghiêm túc? Thường thì cái cảm nhận của em cảm thấy khoảng 70%. Có nghĩa là 70% là đúng. Dạ. Thế thì nó vẫn có cái xác suất 30% là sai. Đôi lúc có thể khó nhìn nhận con người ở một cái nhìn đầu tiên, nó cũng khó lắm. Cho nên mình cẩn trọng là một xíu, nhưng đó là cảm xúc của em cứ giữ, em cứ suy nghĩ. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống nó cũng có những cái nó khác biệt. Cẩn thận là một chút xíu nữa. Rồi, quyền là quyền của các bạn. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mình cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa của mình, hoặc là cái cảm xúc trong lòng mình nó có một cái luồng điện nó chạy qua, nó có sự rung động, thì chúng ta bấm nút cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như chúng ta cảm thấy là vô duyên, đối diện bất tương phùng, cái kiểu dạng giống như ngồi gần mà không có nguồn điện, không có cảm xúc, chúng ta không bấm. Không bấm vì lịch sự mà bấm vì chính cảm xúc của bản thân mình. Rồi, hai bạn nhìn thẳng nhau 10 giây, đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ, bởi vì khi mà em bấm thì lúc đó là em phải có rung động. Em luôn tôn trọng mình gái sao thì... Nhưng mà chị rất là ok, chị thích em ở cái chỗ là khi bạn gái nói như vậy nhưng em vẫn đưa ra quyết định của mình là bấm nút, là chị đồng ý. Nam Nhi là phải như vậy. Tại vì mình có bản mình thích là mình bấm, mình có rung động là mình bấm, mình làm đúng với cái quyết định của mình. Mà hai bạn đứng lên. Có thể là ít phút của chương trình thì các bạn không đủ để cảm nhận được nhau. Thì Tường cũng có một chút nuối tiếc, thì thấy các bạn cũng khá là tương đồng đó. Thôi thì đó là quyết định của các bạn, thì Tường luôn luôn trân trọng. Và cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 7 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.